Tôi tên là Vương Báo, là tâm phúc của Triệu Hoành, lão đại của Linh Khuyển Bang. Cứ điểm của chúng tôi ở khách sạn Hào Thái. Bách hóa tiểu nhận phát là do chúng tôi phóng hỏa thiêu dụi trong lúc đến tìm hỗ ca. Lúc đó, vì nhìn thấy cảnh tượng nơi này thật sự quá mức khủng khiếp, nên lão đại liền hạ lệnh thiêu dụi toàn bộ. Người nói cho ta biết, tên Triệu Hoành kia, có bản lĩnh gì? Triệu Hoành là người siêu phàm nhất giai, đã thuần phục ba con linh khuyển, mỗi con đều dài hơn 3 mét, thể chất của anh ta cũng vượt trội hơn nhiều so với người bình thường có thể sánh ngang với những thây ma cấp cao. Thời gian duy trì của nhiếp hồn đồng sắp hết rồi. Vương báo, ta hỏi ngươi câu cuối cùng, loại việc như giết người phóng hỏa, ngươi chắc đây không phải là lần đầu làm đúng không? Đó là đương nhiên, ở thời đại mặt thế này, những thứ này chẳng qua là chuyện bình thường mà thôi. Ha ha ha, thậm chí còn khiến tôi tận hưởng thống khoái nữa. Nếu đã như vậy, nguyên liệu luyện thì tốt như ngươi, ta mà từ chối thì chính là bất kính rồi. Tôi, tôi vừa rồi, là bị làm sao vậy? tên vương báo còn đang hốt hoảng không hiểu chuyện gì thì đã bị tiểu hỗ nắm đầu hắn lên nhét vào trong huyết đỉnh rồi sở huyền đắc ý thầm nghĩ người siêu phàm linh khuyển thây ma cao cấp cái tinh cầu tận thế này ngược lại là thú vị hơn so với trong tưởng tượng đấy mặc dù tu sĩ luyện khí kỳ ở thế giới này là tồn tại mạnh mẽ nhưng vẫn là không thể xem thường được phải thu thập tình báo còn phải tiếp tục thu nhặt thây ma tinh lực của một mình ta suy cho cùng cũng có giới hạn âm thì mặc dù mạnh nhưng trí tuệ lại không đủ, nếu có một nhóm người bình thường cho mình sử dụng, năng suất sẽ không ngừng tăng lên. Linh khuyển băng này, để bọn chúng sống thì sẽ có tác dụng hơn. Một lúc lâu sau, thì tên vương báo kia cũng đã hoàn tất bị luyện hóa trong huyết đỉnh. Âm thi trung phẩm, là thi binh cấp 3, thiên phú pháp thuật là u hành thuật và âm hỏa thích. Không tồi đâu, vậy mà cũng là tư chất trung phẩm, hai cái thiên phú pháp thuật là hạt giống tốt của một thích khách. Sau này, ngươi cứ gọi là tiểu báo đi vừa hay cùng tiểu hỗ là một đôi hai con thây ma cường tráng cao lớn thô kệch này vậy mà lại đi tranh giành sùng ái được rồi nên dẫn các ngươi đi tìm người tính sổ rồi đều lấy lại tinh thần cho ta chuyển cảnh đến khách sạn hào thái có ba tên lâu la đang chơi bài uống rượu thì bỗng có tiếng nổ vang vọng vào là kẻ nào ăn mặc kỳ quái như vậy học sinh cấp hai góp vờ lây sao ta ấy à là lão đại mới của linh khuyển bang cười chết ta rồi tiểu tử thối ở đâu đến ha 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 chỉ dựa vào ngươi cũng muốn làm lão đại đi chất đi cho ta vừa nói dứt câu thì hắn ném mạnh chai rượu về phía sở huyền tiểu hỗ liền không do dự mà đứng ra đấm nát nó đám lâu la kia liền hoảng hốt khi nhìn thấy tiểu hỗ là là thây ma cao cấp sở huyền liền nhếch mép cười mấy tên ngu này sống cũng chỉ lãng phí tài nguyên tiểu báo ngươi đi thu dọn bọn chúng cho ta sở huyền vừa nói dứt câu thì tiểu báo đã hướng phía đám người mà lao đến cắn xé Sở Huyền mất kiên nhẫn nói với đám người, nếu không muốn biến thành giống hắn, thì nhanh gọi Triệu Hoành ra đây. Bọn chúng liền run rẩy cầu xin, "Đừng, đừng giết chúng tôi, tôi bây giờ, liền lập tức đi gọi lão đại đến." Một lúc sau, âm thanh của một đám người tay cầm đủ loại vũ khí đi đến. Tên Triệu Hoành đứng đầu lên tiếng nói, Người đến tìm ta sao?" Sở Huyền vừa nhìn thấy hắn thì có chút ngạc nhiên thầm nghĩ, "Đây chính là người siêu phàm sao? Trong cơ thể hắn quả thực là có dao động năng lượng." mặc dù yếu hơn rất nhiều so với trình độ linh lực của tu sĩ, nhưng về cơ bản vẫn khác với phàm nhân. Nếu đem hắn luyện chế thành âm thi, thực lực nhất định sẽ rất mạnh. Được một lúc không thấy sở huyền đáp lời, tên triệu hoành liền cao có hỏi lại. Ngươi là kẻ nào, đến tìm ta là muốn làm gì? Sở huyền liền trầm mặc đáp hắn. Tiểu nhuận phát là địa bàn của ta, ngươi phóng hỏa chỗ của ta, ta đây tất nhiên là đến tìm ngươi tính sổ rồi. Tên triệu hoành nghe vậy thì thầm nghĩ, những thi thể trong tiểu nhuận phát là do hắn bố trí sao tên này thủ đoạn hết sức tàn độc hắn cũng là người siêu phàm sao không đúng cảm giác này còn đáng sợ hơn so với người siêu phàm còn có năng lực điều khiển thây ma này quả là mới thấy lần đầu nghĩ đến đây hắn liền cảnh giác nói đây chỉ là hiểu lầm ta có thể sai người chuẩn bị cho ngươi một tòa trung tâm thương mại làm bồi thường sở huyền liền ngắt lời hắn nghe nói phần lớn thành phố đông hồ này đều là của linh khuyển bang các ngươi, một tòa trung tâm thương mại là không đủ. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Ta khuyên ngươi biết điều chút, biết thế nào là đủ. Linh khuyển bang bọn ta không thể nhượng bộ thêm nữa đâu. Sở huyền nghe triệu hoành nói vậy thì liền cợt nhã đáp hắn. Ta muốn, cả cái linh khuyển bang này. Ha ha, thật là, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Đại hoàng, nhị hoàng, tiểu bạch, lên ăn sống tên đó cho ta. Ba con súc sinh vừa lao đến, liền bị kim quang hộ pháp của Sở Huyền chặn lại. Tiểu Hỗ Khai mở kim quang chú, đứng ra che chắn trước mặt Sở Huyền, khiến cho đám linh khuyển của tên Triệu Hoành gãy cả răng. Trong lúc hắn còn đang ngơ ngác, thì Tiểu Báo đã xuất hiện sau lưng hắn. Tiểu Báo vận sức tung ra âm hỏa thích, nhưng hắn đã kịp phát giác và dùng đại hoàng che chắn. Đại hoàng sau đó liền thổ huyết ngã quỵ xuống đất, không rõ sống chết. Triệu Hoành thấy rõ diện mạo của Tiểu Hỗ và Tiểu Báo thì run rẩy thầm nghĩ: là vương báo và đường hỗ mất tích đã lâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiêu diệt linh cẩu của mình chỉ bằng một đòn, không phải là điều mà những thây ma cấp cao thông thường có thể làm được. Nghĩ đến đây, hắn liền chảy mồ hôi mà gào lên gọi hai con linh cẩu kia trở về. Nhị hắc, tiểu bạch, còn không mau đến bảo hộ ta. Hai con linh cẩu kia bất ngờ quỳ dạp dưới chân của sở huyền, không dám phản kháng. Sở huyền khinh thường đáp trả hắn. Còn muốn để mấy con súc sinh này đỡ đòn cho ngươi sao? ngay cả súc sinh cũng biết nên cúi đầu trước kẻ mạnh. Các ngươi, là muốn tiếp tục làm oan hồn chết thay tiếp theo của hắn, hay là làm thủ hạ của ta? Triệu Hoành liền nghiến dân đáp. Mày đừng vui mừng quá sớm, không kẻ nào có thể cướp đi linh khuyển của tao, linh khuyển bang là của tao. Vừa nói hắn vừa đưa tay vào lồng ngực rút ra khẩu súng ngắn. Hôm nay, ông đây sẽ để cho mày biến mất khỏi thế giới này. Nói dứt câu, hắn liền liên tục nổ súng về phía sở huyền. Tiểu hỗ thấy vậy cũng liền ra sức chạy đến giúp chủ nhân. Sở Huyền không chút lo sợ mà nhếch mép cười, khi những viên đạn đang bay đến gần. Sở Huyền liền triệu hồi ra huyết cương ti che chắn hết tất cả những viên đạn kia, khiến cho chúng bắn ngược về phía đàn em của tên Triệu Hoành, khiến cho hắn mặt mày xanh tái, trứng rái đánh lô tô. Sở Huyền liền đắc ý cười nói, khẩu súng nhỏ này, chính là thứ cuối cùng mà ngươi dựa vào sao? Vậy thì đúng thật là khiến ta thất vọng quá đấy. Triệu Hoành thấy được thực lực của Sở Huyền, thì liền run rẩy mà buông vũ khí, quỳ xuống chắp tay cầu xin sở huyền. Linh khuyển băng này là của ngài rồi, cầu xin ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta một mạng đi. Sở huyền khẽ bước tới trước mặt hắn, vuốt cầm nói. Linh khuyển băng này ta nhận rồi, còn có thân thể của ngươi, ta cũng rất hài lòng. Triệu hoành nghe vậy thì đỏ mặt đáp. Mặc dù ta không phải người kiểu đó, nhưng nếu như ngài muốn cứng đối cứng, thì cũng không phải là không thể. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải loại người đấy, tiểu báo, đem hắn trói lại cho ta. Tiểu hỗ, hai con linh cầu này liền giao cho ngươi quản thúc. Về phần các ngươi, sở huyền chưa nói dứt câu, thì đám người kia đã đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô vang. Lão đại, sở huyền hài lòng nói, như vậy mới đúng, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Sau khi đã thu xếp ổn thỏa mọi việc, sở huyền liền ra lệnh cho tên Triệu Hoành, kể lại chi tiết những gì hắn biết về thế giới này. Hành tinh này tên là Hải Lam Tinh, 10 năm trước, Hải Lam Tinh xuất hiện bạo phát linh năng, Năng lượng này có sức mạnh gột rửa tất cả sinh linh. Phần lớn người không thể nhận lấy cỗ sức mạnh này, gen của họ sẽ sụp đổ, thân thể phát sinh dị biến, trở thành quái vật khát máu, đó là thây ma hay còn được gọi là xác sống hoặc cương thi. Trong số ít những người sống sót, đã thức tỉnh thiên phú siêu phàm, trở thành những tồn tại cường đại, dựa theo số lượng hạch tâm linh lực, phân chia từ 1 đến 9 cấp. Thành phố Đông Hồ, nơi chúng ta tọa lạc, là một thành phố nhỏ ở tỉnh Lâm Giang thuộc Thiên Triều Viêm Hán một quốc gia chế độ tập quyền ở đây chỉ có hai thế lực một là linh khuyển bang chúng ta hai là công ty an ninh hắc phong đó là tất cả những gì tôi biết ngài còn muốn biết gì khác nữa không bất luận là ngài có yêu cầu gì tôi cũng có thể thỏa mãn sở huyền nghe đến đây thì không quan tâm nữa mà phân phó tiểu báo dẫn hắn đi tắm thuốc đi sở huyền thầm nghĩ người dùng để luyện thi lần này là loại dược dịch tốt nhất mà ta thu thập được từ trước đến nay được ngâm mấy ngày Hẳn là có thể phát huy hết khả năng thiên bẩm cho thân xác của hắn. Nhân tiện, trong mấy ngày luyện hóa huyết thi này, tranh thủ bố trí hóa huyết đại trận, huyết tế thây ma. Linh thạch hiện tại trong tay ta, nhiều nhất chỉ có thể vận chuyển hóa huyết đại trận trong nửa canh giờ. Buộc phải tìm nơi có thay ma tụ tập đông đảo nhất thì mới có lợi. Sở Huyền Ngự kiếm phi hành được một lúc, thì thấy bên dưới tòa nhà có đám người đang bị lũ thay ma tấn công. Viên hạch tâm linh lực cấp 3 này, là dùng rất nhiều mạng người để đổi, không thể dễ dàng đánh mất. Các người mang theo nó đi đi, đừng quan tâm đến gánh nặng như tôi nữa. Trịnh lão, ngài là chủ tịch của viện nghiên cứu khoa học sự sống của tỉnh Lâm Giang chúng ta, mạng của ngài quan trọng hơn chúng tôi. Ngài đừng lo lắng, tôi đã gửi tín hiệu cứu hộ, công ty an ninh Hắc Phong sẽ cử người đến đón chúng ta sớm thôi. Trịnh lão thở dài đáp, thế đạo nhiều biến đổi, muốn đợi được cứu viện chỉ e là rất khó. Ông ta vừa nói đến đây, thì đột nhiên lũ thầy ma phá vỡ cánh cửa xông vào, cả ba người chỉ biết chôn chân một chỗ mặc cho đám thây ma kia lao đến bỗng từ trên trời có một thanh đại kiếm lao xuống xuyên qua đám thây ma mà chắn trước mặt ba người chưa dừng lại đó nó lại lần nữa bay lên cắt văng toàn bộ thủ cấp của lũ thây ma kia trong chớp mắt sở huyền bay lơ lửng bên trên nói vọng xuống phía đám người ở đây khá náo nhiệt đấy